khẩu trang mà. Vậy sao? Để kìa, nó lấy súng rồi kìa. Nè. Đây nè. Nó lấy súng rồi nè. Không dám la, bắt bỏ tiền vô. Camera an ninh tại phòng giao dịch thành phố thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tức Agribank, Bắc Đồng Nai, chi nhánh huyện Vĩnh Cửu trên đường 768 qua xã Thành Phú đã ghi lại được diễn biến một vụ cướp. Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2022, khi nghi phạm móc súng ra uy hiếp nhân viên ngân hàng, nhiều người xung quanh vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Có người còn thong thả bấm điện thoại, chỉ đến khi nhìn thấy khẩu súng, nhiều người mới hốt hoảng bỏ chạy. Sau khi lấy được một xấp tiền trên tay một khách hàng đang giao dịch, nghi phạm cầm súng chạy ra khỏi ngân hàng, lên xe máy định chạy thoát. Tại đây, nghi phạm chỉa súng về phía các nhân viên bảo vệ. Các nhân viên bảo vệ cũng sử dụng công cụ hỗ trợ để ngăn chặn. Tuy nhiên, sau đó, nghi phạm đã chạy thoát. Theo thông tin ban đầu, sau khi cướp ngân hàng, nghi phạm bỏ chạy về hướng đường Đồng Khởi. Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Vĩnh Cửu đã đến hiện trường, phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai điều tra, truy bắt nghi phạm. Lực lượng cảnh sát của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh này cũng có mặt. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ.